Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Israel ra đòn tấn công làm rung chuyển Tehran. Iran xác nhận các sân bay hoạt động bình thường. Thủ đô Syria hứng đòn oanh kích dữ dội nhất của Israel sau nhiều tháng. Nga tấn công tên lửa gây nhiều thiệt hại cho thành phố Dnipro của Ukraine. Đức kiên quyết nói không việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa thể giải trình khoản hỗ trợ Ukraine năm 2022. Tổng thống Ukraine từ chối tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sau chuyến thăm Nga. Triều Tiên tuyên bố quyền đưa quân tới Ukraine là hợp pháp. Giữa lệnh cấm chip, Trung Quốc vẫn muốn phát triển quan hệ thương mại với Mỹ. Theo AFP, truyền thông Iran cho hay nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở phía tây thủ đô Tehran vào rạng sáng 26 tháng 10. Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận thông tin này. Phóng viên AFP tại hiện trường cũng xác nhận đã nghe thấy các vụ nổ trong khu vực. Trong thông điệp video được đăng tải trên trang X sáng 26 tháng 10, quân đội Israel IDF tuyên bố đã huy động toàn bộ năng lực để tấn công Iran. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn quân đội Israel, xác nhận IDF đang thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran. Tuy nhiên, một quan chức Israel tiết lộ với hãng NBC News rằng Israel không tấn công các cơ sở hạt nhân hay các mỏ dầu của Iran mà chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự. Quan chức này cho biết, chúng tôi nhắm vào những mục tiêu đã từng đe dọa chúng tôi trong quá khứ hoặc có thể gây nguy hiểm trong tương lai. Cùng ngày, Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết hoạt động tại các sân bay của Tehran, bao gồm sân bay quốc tế Imam Khomeini, là bình thường, sau khi đưa tin về một số vụ nổ xung quanh thủ đô. Người dẫn chương trình truyền hình đã trích dẫn lời của các giám đốc sân bay Mehrabad và Imam Khomeini khẳng định các hoạt động tại sân bay quốc tế Imam Khomeini và sân bay Mehrabad là bình thường và chúng tiếp tục hoạt động theo đúng lịch trình. Theo Sana và Ozad, ngày 26 tháng 10, hệ thống phòng không của quân đội Syria đã đáp trả các cuộc không kích của Israel nhắm vào khu vực xung quanh thủ đô Damas. Theo người dân sinh sống ở phía tây thủ đô Damas, đợt không kích của Israel vào rạng sáng 26 tháng 10 là dữ dội nhất trong nhiều tháng qua, với hơn 10 tiếng nổ lớn cùng âm thanh từ các hệ thống phòng không bắn hạ nhiều tên lửa Israel. Hãng thông tấn Đức DPA dẫn lời các nhân chứng cho biết họ đã chứng kiến lửa bốc cháy tại một cơ sở quân sự ở phía tây Damas. Các nguồn tin thân cận với lực lượng chính phủ Syria cho hay quân đội Syria đã đáp trả cuộc tấn công của Israel nhằm vào các vị trí phía tây thành phố Homs, đồng thời đánh chặn nhiều tên lửa Israel tại tỉnh Tartus, ven biển Syria và một căn cứ quân sự ở vùng nông thôn, tỉnh Ansuweida, miền nam Syria. Tại tỉnh Dara, người dân địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu bay trên bầu trời miền nam Syria, nhưng không có hoạt động không kích nào được thực hiện trong tỉnh này. Theo Reuters, thống đốc khu vực Sergiy Lysak, Ukraine, cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã đánh trúng khu dân cư và một cơ sở y tế tại thành phố Dnipro, miền trung Ukraine vào tối 25 tháng 10. Thống đốc Lysak đăng thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho biết cuộc tấn công khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương. Các bản tin từ thành phố cho biết một số cuộc tấn công đã xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau tại đó. Theo Lysak, một tòa nhà 2 tầng đã bị phá hủy một phần và có thể một người vẫn nằm dưới đống đổ nát. Một cơ sở y tế và 4 tòa nhà chung cư đã bị hư hại. Các bức ảnh được đăng trên mạng cho thấy cư dân và các đội cứu hộ xuất hiện bên ngoài những ngôi nhà đổ nát và các cơ sở bị hư hại tại tòa nhà y tế. Theo Sputnik News, một phát ngôn viên của chính phủ Đức ngày 25 tháng 10 cho biết Thủ tướng nước này Olaf Scholz sẽ không thay đổi quyết định từ chối cung cấp tên lửa Taurus tầm xa cho Ukraine, bất chấp những cáo buộc rằng Triều Tiên đã gửi quân đến hỗ trợ Nga. Bà Christian Hoffmann chia sẻ với báo giới, Thủ tướng Liên bang đã một lần nữa giải thích lý do tại sao ông tin rằng đây là hành động sai trái và không có gì thay đổi trong lập trường của ông về vấn đề này. Ngày 21 tháng 10, phái viên Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Seoul và Kiev cho rằng Bình Nhưỡng đã gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ ra sự mâu thuẫn trong các tuyên bố của Hàn Quốc và Mỹ về sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột ở Ukraine,
cho rằng những cáo buộc của Hàn Quốc chưa được Lầu Năm Góc xác nhận. Vào tháng 6, Nga và Triều Tiên đã ký một hiệp định song phương về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo Điều 4, nếu một trong hai bên phải chịu sự xâm lược vũ trang của bất kỳ quốc gia hoặc một nhóm quốc gia nào, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hình thức hỗ trợ khác. Ngày 25 tháng 10, theo kết quả một cuộc kiểm toán mới, Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ OIG cho biết bộ này không thể đánh giá liệu khoản ngân sách trị giá 1,1 tỷ USD nhằm hỗ trợ Ukraine vào năm 2022 có được sử dụng đúng mục đích hay không. Theo thông cáo báo chí của OIG, cuộc kiểm toán đã xem xét các giao dịch giải ngân được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022 với tổng số tiền là 2,1 tỷ USD. Thông cáo có đoạn, cuộc kiểm toán cho thấy Bộ Quốc phòng Mỹ đã không cung cấp đủ tài liệu để chứng minh tính chính xác của một nửa số ngân sách đó với giá trị 1,1 tỷ USD. Do đó, Bộ không đảm bảo được số tiền 1,1 tỷ USD ngân sách bổ sung dành cho Ukraine đã được sử dụng đúng mục đích. Nội dung thông cáo cũng cho biết, trừ khi Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện các khuyến nghị của OIG, các vấn đề được xác định nêu trên cũng có thể được áp dụng để giám sát đối với khoản chi ngân sách bổ sung trị giá hơn 76 tỷ USD dành cho Ukraine được phân bổ sau năm 2022. Theo AFP, một nguồn tin cấp cao từ Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 25 tháng 10 tiết lộ, ông Volodymyr Zelensky không chấp thuận chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tới Ukraine sau khi quan chức này tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS do Nga tổ chức ở thành phố Kazan, ông Guterres ngày 24 tháng 10 đã kêu gọi nền hòa bình công bằng cho Ukraine, đồng thời yêu cầu chấm dứt hơn 2 năm chiến sự. Tuy nhiên, việc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tham dự cuộc họp của 20 nhà lãnh đạo toàn cầu, sự kiện ngoại giao lớn nhất tại Nga kể từ khi ông Vladimir Putin ra lệnh đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, đã khiến Kiev phẫn nộ. Nguồn tin từ Ukraine nhấn mạnh, sau Kazan, ông Guterres muốn đến Ukraine, nhưng Tổng thống đã không chấp thuận chuyến thăm. Vì vậy, ông Guterres sẽ không đến đây, đặc biệt là vì hành động hạ thấp lý trí và luật pháp quốc tế tại Kazan. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine đã chỉ trích quyết định của Tổng thư ký Guterres khi tới Kazan và chỉ rõ người đứng đầu Liên Hợp Quốc không tham dự hội nghị hòa bình do Ukraine tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 vừa qua. Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh đây là một lựa chọn sai lầm không thúc đẩy hòa bình, nó chỉ làm tổn hại đến uy tín của Liên Hợp Quốc. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 25 tháng 10 tuyên bố sẽ không xác nhận các thông tin báo chí về việc nước này triển khai quân đội hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine sau khi đại diện Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc bác bỏ những cáo buộc này. Trong tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jong-il nhấn mạnh nếu Bình Nhưỡng thực hiện những bước đi như vậy thì động thái đó sẽ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, bất chấp việc những bên khác có thể cố gắng mô tả bước đi này là bất hợp pháp. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối phủ nhận thông tin, vốn xuất phát từ chính phủ Ukraine, Hàn Quốc, Mỹ và các quốc gia khác. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25 tháng 10 tiết lộ Nga có kế hoạch triển khai quân đội Triều Tiên ra chiến trường bắt đầu từ ngày 27-28 tháng 10. Trên trang Telegram, ông Zelensky viết, theo các thông tin tình báo tin cậy, từ ngày 27-28 tháng 10, quân đội Triều Tiên lần đầu tiên sẽ được Nga sử dụng trong các vùng chiến sự. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đồng minh phản ứng với động thái leo thang này thông qua biện pháp gây sức ép rõ ràng đối với Moscow và Bình Nhưỡng. Theo Sputnik News, trong cuộc gặp CEO tập đoàn Apple Tim Cook ngày 25 tháng 10, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào tuyên bố Bắc Kinh dự định đưa quan hệ thương mại và kinh tế với Washington trở lại trạng thái bình thường thông qua những hoạt động tiếp xúc thường xuyên với chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Bộ trưởng Vương Văn Đào nhấn mạnh, Trung Quốc có ý định góp phần đưa quan hệ thương mại và kinh tế Trung-Mỹ quay trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh và ổn định thông qua các hoạt động tiếp xúc thường xuyên giữa chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Theo ông, Bắc Kinh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời khẳng định Apple nên tận dụng những cơ hội thuận lợi để phát triển thị trường Trung Quốc và hình thành mối quan hệ hợp tác ổn định với các công ty của xứ tỷ dân. Về phần mình, ông Cook khẳng định Apple tiếp tục xem Trung Quốc là thị trường quan trọng và đối tác then chốt trong chuỗi cung ứng, đồng thời sẽ phấn đấu phát triển lâu dài tại Trung Quốc, tiếp tục tăng đầu tư vào chuỗi cung ứng cũng như nghiên cứu và phát triển. Đầu tháng 10, Apple đã mở phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, giữa lúc cạnh tranh ngày càng gia tăng với các công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.